Bí kíp tuyệt học THOL dành cho Zinner đích thực. Kỹ thuật tập luyện, kiến thức cơ bản nâng cao, kinh nghiệm, kỹ năng văn hóa gym, vì triết lý thể hình phục vụ cuộc sống. Thể hình online school. Đầu tiên thì hôm nay là ngày 8 tháng 3, ngày quốc tế phụ nữ. Thì anh không muốn thấy hình ảnh mà các bạn nam chỉ lợi dụng có ngày này mới được đối xử đẹp với các bạn nữ, đối xử tốt với các bạn nữ bằng cái hành động là vô bếp nấu cơm, bằng cái hành động là giặt đồ rửa chén đó. Chứ còn cái hành động mà rủ đi chơi á, thì cá nhân của anh không thấy gọi là tốt cả. Cái đó bạn đang mượn dịp thôi, đi chơi ngày nào đi chả được, đúng không? Bạn nói 8 tháng 3 đi chơi với anh đi, thì cái đó coi lại vấn đề người đàn ông. 8 tháng 3 là ngày yêu thương, ngày dành cho người phụ nữ. Thì người con trai phải làm được cái việc gì đó cho người phụ nữ. Phụ nữ không riêng là người yêu không, là chị gái, là mẹ, thậm chí bà ngoại của mình. Nha mấy em, là một người đàn ông chuẩn men thì phải có 365 ngày 8 tháng 3. Chứ không phải chỉ có ngày nhất là ngày hôm nay thôi. Đầu tiên sẽ nói với các bạn như vậy. Và một người phụ nữ đẹp á, thì cần phải công, cần phải có một cái lượng mỡ tương đối. Mà muốn được như vậy đó thì phòng gym không có đủ. Các bạn cần phải có những cái hoạt động khác, ví dụ như hoạt động về dinh dưỡng, hoạt động về nghỉ ngơi, áp lực công việc nó phải giảm. Thì qua đó cái việc đốt mỡ chúng ta nó mới hiệu quả, và nhất là các bạn nữ. Và chủ đề hôm nay là chủ đề low carb. Chủ đề low carb dành cho phụ nữ. Tại sao phụ nữ cần phải low carb? Theo cá nhân của anh suy nghĩ thì phụ nữ low carb thích hợp hơn rất nhiều so với đàn ông con trai các bạn. Tại vì đơn giản phụ nữ ít làm việc nặng nhọc. Ít làm việc nặng nhọc. Thì khi mà bạn không làm việc nặng nhọc thì cơ thể của mình không có cần một cái hệ năng lượng quá lớn, cần một nguồn năng lượng quá lớn để mình phục vụ cho cái mục đích lao động đó, mà chỉ cần là phát chút đỉnh là đủ đó. Do đó phụ nữ low carb rất thích hợp. Nhưng mà anh cảnh báo nha, đối với những bạn phụ nữ ví dụ như mà rối loạn kinh nguyệt là một nè, đang có thai và cho con bú là hai nè, trước khi quyết định low carb thì cần phải tham khảo ý kiến bác sĩ. Điều này rất là quan trọng. Tại vì khi mà bạn low carb kinh nguyệt của bạn đang bị rối có thể nó mất luôn. Có thể nó mất luôn nha. Đó, nó gọi là tắc kinh đó các bạn. Thì carb là gì? Là carbohydrate. Là cái gì? Là tinh bột. Là gì? Là chất bột đường. Nó là một cái chất rất là quan trọng trong cuộc sống. Nó đảm nhiệm rất là nhiều vai trò trong cơ thể chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta giảm mỡ thì chúng ta cần phải có cái sự hy sinh. Ở đây là chúng ta hy sinh carb. Đó. Nên cái gọi là cái phương pháp low carb rất nổi tiếng. Và nó rất có nhiều cái biến thể khác nhau tùy theo cách người sử dụng. Đó. Nhưng mà suy cho cùng nha, thì nó chỉ có hai cái biến thể chính thôi mà các bạn cần biết, đó là low carb bình thường hay mà anh còn gọi là low carb vừa vừa. Đó cũng là cái cách hiện tại anh đang low carb. Tí qua cool 2 anh sẽ nói rõ hơn về vấn đề low carb khi tập tạ và low carb dành cho nam. Và cái thứ hai nữa là low carb nghiêm khắc. Tại sao dùng chữ nghiêm khắc? Nghiêm khắc á là low carb đã đẩy cái cơ thể về trạng thái ketosis luôn. Đó là low carb nghiêm khắc. Đó, thì một tí xíu anh sẽ đi qua hai phần low carb căn bản và low carb nghiêm khắc. Nó gọi vậy cho nó dễ nhớ nha các bạn. Vậy thì cái low carb là mình ăn ít carb đấy. Quá đơn giản, low carb là trong bữa ăn bình thường của mình ít carb lại. Như vậy cái lượng carb tính sao đây? Thì bạn có thể tính bằng một công thức rất là đơn giản, bạn không cần phức tạp. Tổng lượng carb nạp vào bằng tổng carb trừ cho sơ. Ví dụ như bình thường, ví dụ như bây giờ bạn uống Lean Body, mình lấy thực phẩm bổ sung nói trước nha. Lean Body trong một gói nó có khoảng 27 gram carb và trong đó nó khoảng 8 gram sơ. Thì như vậy cái số carb bằng tính nó phải là 27 trừ 8. Bà không để lấy được là cái số 27 mà phòng phải lấy là 27 trừ 8. 27 trừ 8 còn khoảng 15. Ngược lại, bạn cơm, ví dụ như bạn ăn 100 gram carb mà hết 5 gram sơ rồi thì bạn lấy 100 bằng trừ cho 5 còn 95 gram. Nha, cách tính mình đơn giản là vậy để mình tí mình đi qua được hai cái định nghĩa là low carb căn bản là thế nào và low carb nghiêm khắc là như thế nào. Nhưng mà low carb là cái phương pháp chung là chúng ta ăn carb ít lại nha em, chứ không phải là có một cái công thức bắt buộc là phải ngày bao nhiêu. Tại vì nó tùy thuộc vào vận động của từng người. Đó, người càng vận động nhiều thì cái nhu cầu carb càng cao và ngược lại.
Do đó nên các anh phải lắng nghe cơ thể của mình, lắng nghe cơ thể của mình. Và một ý cuối cùng, ý cuối cùng của cái phần mở đầu ngày hôm nay đó là lô cáp tuyệt đối không lô súp nha. Lô cả hai nữa là bạn lô luôn đó. Đó. Một tí tại sao nói là lô cáp không lô súp, tại vì trong cáp nó có rất là nhiều cái chất cần thiết dinh dưỡng của bạn. Mà khi mà bạn lô cáp, bạn sẽ thiếu một số chất thiết yếu đó. Mà bạn lô hoài luôn thì cơ thể nó sẽ thiếu hoài luôn. Do đó chúng ta cần phải có một cái số nguồn thực phẩm bổ sung, ví dụ như là canxi hay là vitamin hay là một số chất nào đó, nếu bạn thiếu gì bạn phải bổ sung cái đó. Đó là cái lý do nó là low carb không low sup. Cái câu low carb không low sup là anh phải suy nghĩ cái chiều nay á, anh mới suy nghĩ rằng câu ngắn gọn vậy để cho tụi em đảm bảo dinh dưỡng đó. Còn bây giờ á, một chút xíu qua bài school 2, nó sẽ có hai trường phái low carb cao fat và low carb cao protein. Mỗi cái nó sẽ có cái lợi và cái hại. Tất nhiên trường phái nào cũng vậy cả. Low carb không bao giờ được low sup hết. Ít ra bèo bèo nhất cũng phải chạy ra tiệm thuốc tây mua viên multivitamin hay là viên MyVita gì đó 15.000 hũ uống để bổ sung vitamin trong lúc mà low carb. Đó là cái mà gọi là đơn giản nhất nha mấy em. Rồi, tác hại của low carb. Low carb sẽ làm bạn mất tập trung. Nhớ, bạn low carb sẽ làm mất tập trung. Nên bạn làm những cái việc, bạn lao động những cái việc hành chánh, những cái việc số má giấy tờ quan trọng thì bạn phải cân nhắc trước khi bạn lô cáp. Ví dụ như bạn làm kế toán, bạn làm sale, bạn làm kinh doanh, bạn soạn thảo hợp đồng cho giám đốc, nói chung bạn làm những cái việc mà đòi mà cái mà khi mà bạn sai sót á, nó ảnh hưởng nghiêm trọng tới công việc á, thì bạn cần phải hạn chế. Tại vì khi bạn cắt cáp đi, bạn sẽ mất tập trung, bạn sẽ hơi mệt mỏi, bạn phục hồi chậm. Đó là lý do. Ví dụ như các bạn tập tạ, các bạn tập gym xong mà trong bữa ăn sau tập bạn ít cáp quá, bạn phục hồi rất chậm. Đó là lý do mà các bạn tối ngày hỏi em tập gì, em muốn quay được hay không, anh nói được nhưng mà không bao giờ đủ cả, tại vì bữa ăn sau tập của em thiếu cáp nha mấy em. Ngắn gọn thôi mà dễ hiểu đúng không? Rồi tiếp tục mình đi qua định nghĩa, mình đi cool ngắn thôi, Chút hỏi sao mấy em, giờ đừng hỏi nó loãng nha. Giờ mình đi qua chơi qua cái đơn giản trước là low carb vừa phải. Cái low carb vừa phải này nó dễ chịu lắm em. Tức là các bạn nữ áp dụng cũng rất là dễ nha. Vừa phải đằng sau, tức là một ngày em nạp khoảng chừng từ 100 tới 150 gram carb. Thì cái đó mình kêu là low carb vừa phải. Nó dễ ăn lắm, em ăn em không bị vi phạm. Rất là dễ ăn, em có thể ăn cáp từ những nguồn cao sơ như khoai lang hay là gạo lứt, gạo nâu gì đó. Thậm chí nước ngoài thì ăn yến mạch, Việt Nam không có mạch thì ăn mấy cái khác nha. Ngũ cốc cũng được, ví dụ như bạn vô siêu thị á, rất dễ bạn. Vô siêu thị bạn đọc cái mấy cái ngũ cốc không đường á, ngũ cốc bằng kiêng á, đó, mấy cái đó chơi cũng được. Thì cái nguồn thực phẩm nó đa dạng lắm, bạn chọn cái nguồn nào mà nó gọi là nó có sơ cao một tí xíu là ổn. Cái giá trị đo cái thằng cáp là sơ nha. Giá trị đo cáp là sơ, em cứ nhớ vậy đó. Tất nhiên trong những cái lúc mà cần cáp nhanh đó thì cái điều đó nó không đúng, nhưng mà cáp ăn kìa, cái cáp ăn khác, cáp nhanh nó khác. Giá trị đo cáp là sơ ha. Trong lô cáp càng nhiều sơ càng tốt. Thì những cái loại trái cây như bạn ăn á, thì bạn thấy anh thường ăn gì ta? Ăn táo này nha bạn, táo được, bưởi được, cam được, nói chung mấy cái loại trái cây có muối á đó. Cà chua được, mấy loại trái cây màu đỏ nữa, ok. Nhưng mà riêng thằng xoài với thằng dưa hấu thì cân nhắc nha. Đó, xoài, dưa hấu, chôm chôm, long nhãn, vải thiều, đó, mấy cái món đó là tuyệt đối phải cân nhắc. Đó, trái cây thì có loại ăn được và có loại ăn không được, chứ không phải trái cây nào ăn cũng được trong cái chế độ low carb này. Nhớ, low carb căn bản rất dễ ăn, một ngày chứ bạn chỉ cần nạp từ 100 tới 150. Như vậy thì bạn chia ra ngày 3 bữa, bữa nạp có bao nhiêu đâu bạn? Từ 30 tới 50 gram carb rất dễ ăn. Không có gì khó cả. Giờ quy tụ lại, anh Duy tính chén cơm nhiêu ta? Chén cơm 100g khoảng chừng 20g cáp đúng không? Vậy là ăn chén cơm với một chén canh, vậy là thấy đủ cáp rồi đó. Không lẽ bạn ăn không được sao? Mấy bạn nữ mà ăn vậy thôi, ăn vậy là dễ thương rồi đó, ăn vậy là chồng yêu rồi đó, người yêu nuôi không tốn ha. Chứ giờ bạn nữ mà ăn lần tô tô không thì thấy nó có gì đó nó sai sai nha các bạn. Rất là dễ ăn đúng không ạ? Đó, thì cái vấn đề low carb căn bản anh cũng hướng các bạn đến như vậy. Cơ thể của bạn nó sẽ dễ thích nghi hơn, nó dễ chịu hơn, mà mấy cái nội tiết tố của bạn nó không bị loạn nữa.
chứ bạn chơi qua khắc nghiệt dữ dữ quá thì đâm ra tự nhiên cái mình bị tắc kinh 2-3 tháng, xong rồi cái bạn tưởng là mình có cái em bé rồi, bạn đi chạy vậy rồi lo âu rồi đâm cả stress nữa, rất là khổ nè, hay bực dọc nữa bạn. Đôi khi người ta nó tầm uất nó dễ nóng lắm, nó bực dọc rồi nó nổi mụn rồi nó gọi là nó xuống cân thì có xuống nhưng mà nó xuống không có đúng, nó xuống gì đó nó sai sai, nó xuống mà da mình nó sạm hơn, da mình nó nhăn hơn, mụn nổi nhiều hơn thì đâm ra bạn xấu hơn lúc bạn chưa xuống nữa. À, đúng các bạn, nên các bạn thận trọng. Do đó cái việc low carb căn bản là cái bạn nghĩ tới trước. Khi bạn low carb căn bản, cơ thể bạn chịu đựng nó quen rồi, ồ dễ dễ ăn quá, anh Duy cho em ăn ngày tới 1,5 chén cơm nhiều quá, thôi giờ nửa chén em chơi cũng được nữa, thì cái đó bạn qua low carb khắc nghiệt. Mà cái mục tiêu nào cần phải low carb căn bản, mục tiêu nào cần phải low carb khắc nghiệt, anh sẽ nói luôn. Bạn nữ nào á béo vừa vừa thôi, tức là hơi tròn tròn thôi chứ chưa đến nỗi mập á, thì bạn cứ low carb căn bản từ từ nó xuống, an toàn, tốt sức khỏe, không sao cả. Còn bạn nữ nào mà quá trời mập luôn á thì phải cần phải tới cái kia mới chịu nổi nha mấy bạn. Các loại hạt á, thì nói chung mà dùng cho cái low carb khắc nghiệt mà, các loại hạt low carb căn bản chả cần phải xài nha mấy bạn. Low carb căn bản chưa cần phải xài tới hạt. Bạn xài tới hạt khi nào bạn chơi mà cái trường phái mà low carb mà khắc nghiệt kết hợp với chế độ cao fat, chấp nhận ăn fat nhiều. Đó thì cái đó chơi hạt được. Còn bạn nào sang chảnh thì ăn táo Úc cũng được, kiwi này nọ mấy cái nó hơi mắc bạn, nho Mỹ này nọ nó mắc nha. Còn mấy cái món mà có thể ăn được để anh Di từ từ anh Di nhớ, anh Di kể bạn nghe nha. Ở Việt Nam mình có cần tây không ta? Hình như cũng có đó, hay ngoài chợ cũng có bán cái đó ăn được nha bạn. Rồi bơ đậu phộng có thể chơi được, nọ mấy cái đó là có thể chơi được nha. Nhưng mà riêng cái bơ đậu phộng á thì nó dễ, bạn vô trong siêu thị bạn mua thì bạn nhìn đó, bạn nhìn nó một muỗng là bao nhiêu là gam fat, bao nhiêu là gam cáp trong đó, bạn biết bạn lường, bạn lường sao cho nó đừng có vi phạm cái nguyên tắc mà một ngày mình nạp vô 100 tới 150 gam cáp là được. Trong đó bạn chia 3 bữa thì khác, bạn chia 4 bữa thì khác, bạn có tập gym bạn chia khác, bạn không có tập gym bạn chia khác. Mà khi bạn tập gym cái sức bạn còn hao dữ nữa. Nó khi bạn tập gym chế độ dinh dưỡng này không đáp ứng được cho bạn tập, bạn bắt buộc phải có sức. Bởi vậy cái câu mà low carb không low sup đó mới tập gym được nha. Còn món gì ăn được nữa không ta? Các bạn nào mà muốn tham khảo chi tiết về mấy cái số liệu á thì bạn lên website đọc nha bạn. Cái đó giống như giáo trình vậy đó. Còn anh ở đây đóng vai trò người thầy thôi, người thầy không phải là người đi đọc giáo trình, mà người thầy là người giảng cho bạn hiểu cái giáo trình. À, hiểu chưa mấy em? Anh cũng có đọc comment đó các bạn đó nha. Bạn nào ồn ào là anh đuổi khỏi lớp đó. Gạo nâu chắc chắn là phải ăn nha. Nếu mà mình ăn cơm á thì trong chế độ này có thể là mình thôi, gia đình em đang giảm mỡ, chồng chiều vợ 1 tháng đi, nấu gạo lứt cho vợ ăn. Gạo lứt ăn cơm bình thường các bạn. Các bạn đừng có nghĩ là gạo lứt nó khó ăn. Bạn ăn gạo trắng món gì bạn ăn gạo lứt món đó. Bạn yên tâm đi, anh ngồi tới cái ghế này, vị trí này bao nhiêu năm, thì cái việc mà anh ăn cơm bằng gạo lứt là không phải là tính bằng tháng mà tính bằng năm. Gạo lứt ăn cơm các người kho rất ngon, gạo lứt ăn canh cũng ok, gạo lứt ăn cá chiên cũng ok. Nói chung bạn ăn cơm gạo trắng cái gì thì bạn ăn cơm gạo lứt cái đó. Mà cái gạo lứt á là cái gạo của người Việt Nam mình có, người Việt Nam mình trồng, nên cái nguồn nguyên liệu nó dễ bạn đó. Còn bạn đâm đầu mà kiếm yến mạch vô đó sẽ hơi khó. Tất nhiên với yến mạch anh ăn vẫn được, yến mạch anh vẫn ăn cơm với gà kho bình thường, yến mạch anh vẫn ăn ăn với sò huyết bình thường, yến mạch anh vẫn ăn với trứng chiên và trứng ốp la bình thường. Nói chung á là giữa thằng gạo nâu với thằng yến mạch thì thằng gạo nâu nó gần gũi hơn với người Việt Nam đó. Còn thằng yến mạch thì nó khó ăn hơn, nhưng mà đối với anh rất là dễ ăn, anh ăn cái gì cũng được cả, ăn ngon miệng bình thường chứ không phải là ăn chịu đựng. Nên các bạn giảm cân bạn ăn chịu đựng là thấy bạn mệt rồi đó. Khi mình chịu đựng một cái vấn đề gì đó, tự nhiên cái stress mình nó trầm cảm mình nó lên rồi mà mình đừng có để trầm cảm lên nha các bạn, kỵ. Đương nhiên là mấy cái loại hoa, mấy cái loại mà rau xanh củ quả căn bản được hết. Mấy cái loại rau có màu xanh, màu trắng, củ cải hay su hào, súp lơ gì đó, mấy cái đó căn bản ăn được hết, bạn đừng có sợ nha. Chỉ có mấy cái loại trái cây mà nó ngọt á thì bạn kiêng giùm anh. Mấy loại trái cây mà nãy anh nói đó, như xoài nè, dưa hấu nè, mít nè, sầu riêng nè, rồi nhãn nè, dễ thiều nè. Đó, mấy cái loại đó đó thì bạn mới kiêng. Còn mấy cái loại rau thì rau xanh mà ăn ok, củ quả ăn được luôn. Củ như su hào, su su, củ sắn, củ mì này nọ đó nha bạn.
Rồi không làm gián đoạn cái độ dài của video, anh qua phần lô ăn low carb nghiêm khắc. Cái low carb nghiêm khắc này nè mấy em, khó hơn rất là nhiều, hay người ta còn gọi là ketosis, mà anh đã tốn 3 cái video làm về ketosis nha. Cái ketosis này nó ép các bạn một ngày ăn dưới 50g carb cấp độ 1, ăn dưới 20g carb cấp độ 2. Dưới 50g carb thôi bây giờ là bạn nghĩ ra cuộc đời bạn khỏi ăn carb luôn rồi, đúng không? Bạn khỏi ăn, tự nhiên nó dính nè, nên để bạn khỏi nghĩ tới chuyện chén cơm chén cháo nào cả. Dưới 20g carb cũng vậy, bạn rau hoa đủ rồi bạn, đúng không các bạn? Đó. Nên cái việc ăn kiêng này hầu như bạn bỏ tinh bột hoàn toàn, cơ thể bạn sẽ chịu không nổi, nó bị sốc để nó chuyển bạn vô cái trạng thái keto, keto ké này. Đó. Cái trạng thái đó là cái gì? Là cơ thể mình đã sản sinh ra một cái nguồn nguyên liệu gọi là ketone. Đó. Trong gan á, ketone, cái ketone này nó cũng sinh ra năng lượng, nó cung cấp bạn năng lượng để bạn hoạt động. Đó. Mà ketone này từ mỡ các bạn. Đó. Ketone này từ mỡ. Nên hay nói khác là cái trạng thái mà ăn kiêng khắc nghiệt này là trạng thái ketosis. Trạng thái ketosis nó sẽ ép mỡ đốt tối đa, bỏ hết hoàn toàn carb, hầu như là bỏ hoàn toàn carb, chả trừ miếng nào cả. Bạn chỉ cần ăn rau thôi, bạn được quyền ăn rau thôi. Trong ngày bạn chỉ ăn rau, bạn ăn thịt, bạn ăn mỡ để bạn sống. Hay nói khác, cuộc đời của bạn chỉ biết mỗi cục thịt mỡ thôi. Cục thịt và miếng mỡ đó bạn. Miếng bơ, rồi mấy cái gì, mấy cái loại gì cũ rồi, mấy cái loại hạt hồi nãy nói đó. Nhưng mà hạt mà nếu mà lỡ mà ăn nhiều quá cũng vi phạm nguyên tắc là carb luôn mà. Nó tại sao trong hạt điều, ốc chó này đó bạn, béo vô cùng, hạt đó béo kinh. Cái hạt đó nó chỉ có, nó cũng có đủ protein carb fat luôn đó. Nhưng mà cái carb của nó cũng tùy hạt, có hạt nhiều hoặc ít. Mà riêng béo nó chất béo có trong hạt được đánh giá là chất béo, có chất béo không bão hòa nhiều, nên được đánh giá là chất béo tốt. Đó. Và khi mà ăn cái này á, thì bạn, một á, là bạn đẩy thằng protein cao lên, hai á, là bạn đẩy fat cao lên, còn thứ ba nữa là kết hợp hai đó cao. Nên bạn ăn cái này dễ ăn lắm mà. Bạn biết nồi thịt kho tàu không? Bạn ăn nồi thịt kho tàu với ăn rau thôi, đó là phương pháp gì? Phương pháp ăn kiêng khắc nghiệt đó, đúng không? Rồi bạn cầm miếng phô mai con bò cười bạn ăn mình vậy đó. Bạn miếng phô mai với bạn, phô mai làm từ sữa, bạn cầm ăn không vậy đó, không ăn bánh mì nha, ăn bánh mì vi phạm carb, ăn không vậy đó. Tự nhiên cái bữa ăn của mình nó cảm thấy nó khó khó rồi đó, cảm thấy nó đơn điệu rồi đó. Đó, nhưng mà khi mà bạn muốn vô ketosis thì bạn buộc phải ăn vậy, và buộc phải ăn kiêng khắc nghiệt như vậy, một ngày tối đa nạp 20g carb thôi. Còn yếu thì cho là nên lên 50g, nhưng mà chuyên gia khuyến nghị bạn 20g nha các bạn. Mà khi mà bạn ăn kiêng như vậy thì cơ thể bạn sẽ có sự thay đổi, nó còn rối loạn nội tiết tố nhiều hơn nữa, có thể kinh nguyệt bị tắc luôn, người trầm uất khó chịu này nọ đủ kiểu hết. Nó thì bạn cứ thử, có thể là anh nói ở đây cái cảm giác thì đương nhiên không, anh không thể nào chia sẻ được bạn cái cảm giác, mà anh chỉ chia sẻ các bạn được cái phương pháp thôi. Khi về bạn thử một buổi đi, chóng mặt, nhức đầu, qua mắt không đó. Có người có và người không có. Tất nhiên trong 10 người ăn dính 5 người, người ta chịu không được, người ta tạm gọi một cái từ là dị ứng với keto mà. Dị ứng ketosis luôn, ăn vô say sẩm ói luôn, chịu không được nhập viện luôn. Thì liệu mình có dị ứng hay không mình không biết, mình phải thử mình mới biết đó. Nhưng mà thử vừa vừa thôi, đừng có đậm mượn ngưỡng nguy hiểm quá nha các bạn. Cái phương pháp ăn kiêng khắc nghiệt á, nó vô tình nó đẩy bạn vô cái dòng xoáy này nè. Dòng xoáy buộc bạn phải ăn fat nhiều hơn. Bắt buộc khi bạn vô phương pháp này bạn sẽ ăn chất béo nhiều hơn. Và lúc đó thì bạn biết gì không? Những cái món đồ ăn chế biến sẵn á, nó sẽ là bạn của chúng ta. Mà bạn biết không? Mình á thì đã từng nói là đồ ăn chế biến sẵn á thì xét về sức khỏe không bao giờ được gọi là tốt cả. Nhưng mà khi ăn kiêng tôi phải ăn nó. Vậy thì cái gì ta? Giống như chả lụa, giống như thịt nguội, giống như xúc xích. Bạn phải nạp mấy cái đó mới đủ calo, tại vì đó béo cao, đúng không? Khi mà bạn cắt hoàn toàn lượng carb á, thì một mình thằng protein không có cách nào nó gánh được calo trong ngày. Không cách nào nó gánh được.
Do đó bạn cần phải có một thằng năng lượng nhiều để nó gánh calo, đó là thằng chất béo. Mà mình nạp vô tội vạ chất béo như vậy vô cơ thể mình đó, nó sẽ dẫn tới những cái rủi ro khác. Mình ốm thì có ốm thiệt, cơ teo, mỡ tóp, ốm ốm vậy đó, mà máu nhiễm mỡ, cholesterol cao. Tại vì mình nạp toàn là thực phẩm mà chứa nhiều béo thôi, thì phải chấp nhận cái rủi ro đó. Đó. Thì mọi người cứ cân nhắc nha, các bạn cứ cân nhắc mình chọn cái nào. Rồi tiếp tục phần cuối của chương trình. Là như anh nói hồi nãy, low carb không low sup ăn chỗ á. Khi bạn bỏ carb đi thì cơ thể bạn hầu như là vitamin nó bị cục quá trời nhiều luôn bạn. Đúng không? Bạn bỏ carb, vitamin nó hụt nhiều chứ. Do đó bạn phải cần đập nhiều rau xanh củ quả vô. Nhưng mà đập làm sao đập, đừng để cho cái lượng carb trong rau xanh củ quả nó vượt quá cái chỉ số hàng ngày mình cần, thì lúc đó là mình vi phạm nguyên tắc low carb. Tại vì trong rau xanh củ quả có loại carb nhiều, có loại carb ít bạn. Không phải nào cũng carb ít và cũng chả phải nào cũng carb nhiều nha. Và hai cái khoáng chất phụ nữ rất là quan trọng đó là canxi và sắt. Canxi và sắt nha mấy em. Phụ nữ thiếu sắt sao thì bạn biết rồi đó, ảnh hưởng tới sinh lý tùm lum hết. Đó, đàn ông là kẽm, phụ nữ là sắt. Đó, nhưng mà ngược lại, đàn ông mà dư sắt hơi mệt á, nó căng vậy đó. Đàn ông mà dư sắt hơi mệt á. Đó, nhưng mà phụ nữ bắt buộc phải không được thiếu sắt. Nên bạn thấy là những chị em phụ nữ lúc có thai cứ canxi mà sắt bổ sung thôi. Đó, mà bạn ăn low carb, bạn cần phải chú ý hai khoáng chất này, nó không mà muốn không ảnh hưởng tới chuyện chồng con chăn gối sau này nữa. Ví dụ như giữa chừng cái gặp tư thế thì khó quá, đau lưng xương nó yếu bạn. Ví dụ yoga chẳng hạn, canxi mỏng và xương nó yếu, nó bị loãng xương. Do đó bạn phải cần bổ sung canxi. Canxi bạn bổ sung từ đâu? Có thể bổ sung từ sữa. Có thể bổ sung từ viên bổ sung canxi tiệm thuốc tây. Có thể bổ sung canxi từ súp, tùy bạn chọn nguồn nào thì bạn chọn. Còn cái thứ hai nữa, sắt có ở đâu? Có thể bổ sung từ tiệm thuốc tây luôn. Hoặc là có thể ăn nhiều loại thịt màu đỏ để cung cấp sắt. Thịt bò, thịt dê gì đó. Ở Sài Gòn dê không thiếu, mà bò cũng chưa bao giờ là thiếu cả. Thì khi mà các bạn nữ low carb thì nhớ giùm anh hai cái khoáng chất cần phải bổ sung để cho nó an toàn sức khỏe của mình. Tóm lại chốt lại vấn đề, low carb là một cái bài toán bắt buộc khi mà chúng ta nghĩ tới chuyện giảm cân, chúng ta phải nghĩ đến nó. Đó. Và chọn cái loại low carb nào thì tùy vào các bạn, tùy vào cái thể trạng hiện tại các bạn, nó xấu hay là nó quá xấu. Đó, quá xấu chọn thằng siêu nặng, xấu vừa vừa thôi thì chọn thằng nhẹ nhẹ. Thằng nhẹ dễ ăn lắm, thằng nhẹ không có gì bàn hết á. Thằng nhẹ chỉ cần chú ý chút xíu là ăn được. Nhưng mà thằng low carb nghiêm khắc sẽ rất là khó. Sẽ rất là khó. Khó chịu lắm. Khó ăn mà khó chịu nữa. Mà đôi khi có tác dụng ngược nữa. Kết quả đâu cũng thấy. Thấy xấu hơn xưa. Đó. Thì bạn cứ thử cả hai phương pháp đó. Trong quá trình mình thử thì mình gặp cái gì mình gỡ cái đó. Mình vướng chỗ nào mình tháo gỡ chỗ đó. Chứ không có cái bài toán nào mà đẹp như lý thuyết các bạn. Không phải ở gì nói low carb có chịu khó ăn vậy thôi, tháng đẹp, không có chuyện đó. Khi bạn đụng vô ăn nó sẽ gặp rất là nhiều vấn đề. Đi làm mất tập trung, sếp chửi, xui đuổi luôn. Đó. Tập tạ không nổi bị tạ đè, chấn thương, vô bệnh viện quận 6. Tùm lum kiểu hết, nên mình phải vướng chỗ nào. Bạn có thể hỏi ngược lại anh sẽ chỉ cho bạn cách giải quyết chỗ vướng đó. Hoặc là hỏi BT của bạn, nếu BT bạn có kiến thức, BT bạn sẽ chỉ bạn giải quyết chỗ vướng đó. Để mình có được cái mục tiêu tập luyện tốt và mình không bị ảnh hưởng tới sức khỏe. Đó là cái mục tiêu chính mà anh truyền tải đến các bạn qua cái school ngắn gọn này dành cho phụ nữ trong ngày quốc tế 8 tháng 3. Cảm ơn các bạn đã theo dõi school đầu tiên xin được khép lại. Và hẹn gặp lại các bạn trong những school tiếp theo. Để xem các video của chúng tôi một cách đầy đủ và nhanh chóng nhất, vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký trên kênh YouTube của chúng tôi tại địa chỉ www.youtube.com/thehinhonline. Các mạng xã hội khác của chúng tôi sẽ được đăng tải chậm hơn. Tất cả các video của chúng tôi đều được đăng tải dưới dạng chuẩn Full HD 1080p, do đó các bạn có thể tận hưởng chất lượng hình ảnh trên những thiết bị TV màn ảnh lớn.
Để xem đầy đủ các bài viết về kiến thức thể hình một cách hệ thống và chuyên nghiệp nhất, các bạn vui lòng truy cập website www.thehinhonline.com.vn và bạn cũng có thể đặt câu hỏi gửi về chương trình bằng cách đăng ký làm thành viên của website này. Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn một cách đầy đủ và chính xác nhất qua các lần lên sóng đều đặn. Xin thân ái chào các bạn.